trước tình hình buộc phải thay đổi thói quen bắt tay, ôm hôn khi chào hỏi. Nhiều quốc gia đã có những chỉ dẫn cụ thể hơn về văn hóa chào hỏi với người dân để tránh lây nhiễm virus corona. Có thể thấy, bắt tay được coi như là lời chào hỏi khi gặp gỡ, giao lưu. Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 ngày càng lan rộng và có những diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, thì thói quen này đang được chính quyền các quốc gia đốc thúc thay đổi. Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, các nhà chức trách treo nhiều băng rôn khuyến cáo người dân không nên chào nhau bằng cách bắt tay mà chỉ cần giơ tay chào là đủ. Ở Pháp, giới truyền thông đăng ý kiến của các chuyên gia khuyên rằng mọi người nên tránh bắt tay hoặc hôn má để chào hỏi, thay vào đó chỉ cần nhìn vào ánh mắt là đủ. Bộ trưởng Y tế Thụy Sĩ cũng đã đề nghị loại bỏ thói quen hôn chào xã giao này. Cách chào hỏi này cũng đã ngay lập tức được giới chính trị gia áp dụng, khi Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer vào ngày 2 tháng 3 đã từ chối bắt tay Thủ tướng Angela Merkel. Hành động này khiến nữ lãnh đạo hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ chấp nhận và nói rằng Bộ trưởng Seehofer đã cư xử đúng. Lãnh đạo Sở Y tế bang New South Wales của Australia, Brett Hazard, đã kêu gọi người dân nên cẩn trọng với các nụ hôn và gợi ý nên vỗ vai để chào nhau thay vì bắt tay. Còn ở New Zealand, một số trường hợp đã tạm thời bỏ kiểu chào truyền thống hongi của người Maori, theo đó hai người chạm trán và mũi vào nhau. Trong khi đó, đài ESPN đưa tin cơ quan quản lý giải bóng rổ nhà ghề Mỹ khuyến cáo các ngôi sao không nên giao lưu với người hâm mộ bằng cách đập tay hay nhận các vật phẩm như áo, bóng, bút để ký tặng. Các nước Trung Đông Châu Phi như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE hay Qatar cũng khuyên các công dân áp dụng cách chào hỏi tương tự. UAE ngày 31 tháng 1 đã khuyến cáo người dân tạm thời không chào hỏi theo kiểu truyền thông là cò mũi vào nhau nữa. Trong khi đó tại Ai Cập, quốc gia nổi tiếng có tinh thần hài hước trong thế giới Ả Rập. Việc hôn lên má khi chào hỏi giữa mọi người là một văn hóa rất phổ biến tại Ai Cập, cũng như là ở nhiều nơi khác trong khối các nước Ả Rập. Nhưng khi dịch Covid-19 bùng phát, một câu khẩu hiệu được lan truyền rộng rãi những ngày nay ở Ai Cập là chúng ta không bắt tay, không hôn nhau và không lan truyền virus. Trong khi đó, tại Iran, nơi dịch bệnh COVID-19 đang trở thành nỗi ám ảnh khi cả nước có tỷ lệ người chết vì COVID-19 cao nhất chỉ sau Trung Quốc, đã lan truyền trên mạng xã hội một video cho thấy hai người đàn ông chạm chân vào nhau thay vì hôn để tránh tiếp xúc gần không cần thiết trong mùa dịch. Giới chức Iran cũng khuyến cáo người dân Iran không nên hôn lên các bề mặt đền thờ để phòng lây nhiễm corona, nhưng nhiều tín đồ vẫn đã phớt lờ quy định này. Thói quen bắt tay và hôn khi chào nhau cũng có ở các nước châu Á, trong đó tại Indonesia, quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới. Vì vậy, chính quyền Indonesia đã khuyến nghị người dân nên dùng cách chắp tay chào nhau theo kiểu Namast của người Ấn Độ thay cho kiểu chào có tiếp xúc gần khác. Singapore cũng đã phát các thông báo khuyến khích mọi người dùng cách chào kiểu vẫy tay, chạm khủy tay và kiểu chắp tay cúi chào Namast thay cho bắt tay và hôn chào nhau. Cho đến hiện tại, Việt Nam chúng ta không có một hướng dẫn chính thức nào từ chính quyền hoặc từ những quy ước ngầm trong cộng đồng với nhau về cách chào hỏi. Do đó, để đảm bảo phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhất, và dịp Tết năm nay, bạn có thể chào hỏi đối tác cũng như người thân của mình bằng một nụ cười thân thiện, cùng cái cúi đầu nhẹ nhàng nhé. Kinh báo sức khỏe và đời sống sẽ còn đăng tải nhiều thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh và phòng chống dịch bệnh dịp Tết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.